Tôi muốn tìm một thứ gì đó, một thứ gì đó đặc biệt, một thứ gì đó tuyệt vời, một thứ gì đó thật thần kỳ. Là một con cá sấu biết hát. Đừng có lo, tôi sẽ quay lại. Nếu có ai hỏi thì nói cậu là thú nhận bông. Chào mừng về nhà mới. Đây là con cá sấu của tôi, Lion. Mau lên cơm, dậy đi, trễ rồi. Cậu ấy không nguy hiểm đâu. Đó là một con cá sấu. Cậu ấy cô đơn giống như con. Ê, cậu thức chưa? Cậu ấy không biết nói, nhưng hát hay lắm. At the top of the world tonight, when no one ever has to hide. À! Con nguyên con cá sấu ở trong nhà của mình. À! Oh trời, Lion. À! Anh thực sự không thể hiểu nổi, tự nhiên có một con cá sấu sống trên các máy. Đúng thiệt, cậu quá là đỉnh luôn. Chính quyền thành phố cần phải làm gì đó. Từ khi cậu ấy tới, cậu ấy giúp con thay đổi mọi thứ. Không chỉ mình con, ba mẹ cũng vậy. Trốn đi. Chúng ta phải cho mọi người thấy cậu ấy không đáng sợ. Các đơn vị chú ý phát hiện con cá sấu ngồi trên mô tô. Lion, chú cá sấu biết hát, khởi chiến tại rạp vào ngày 4 tháng 11, 2022.